Bài này thầy sẽ lưu với cái cấu trúc của chúng ta là điều nhiều điều kiện ha, mình có nhiều điều kiện cùng lúc và mình copy cái cấu trúc bên này qua cho nó nhanh. Mình copy đến hàm main rồi qua đến đây. Như vậy nhiều điều kiện của mình sẽ làm gì? Ví dụ mình sẽ có điều kiện mình có điểm toán phẩy lý, hoặc là mình có điểm lý thuyết phẩy thực hành, điều kiện đậu là điểm trung bình lớn hơn bằng 5 và không có điểm nào nhỏ hơn 3, ví dụ như vậy. Tức là điều kiện của mình sẽ là gì? Ví dụ người ta ghi vậy, mình gặp cái này ở đâu rồi ta? Mình gặp cái này nó quen quen à. Ở đâu? Trong môn nào? Nghe có vẻ quen quen, môn nào? À, Excel, chính xác. Vậy điểm của chúng ta, điểm trung bình lớn hơn 5 và không có điểm nào nhỏ hơn 3, tức là lý thuyết lớn hơn bằng 3 và thực hành lớn hơn bằng 3. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ có 3 điều kiện cùng lúc. Thứ nhất là điểm trung bình lớn hơn bằng 5 và lý thuyết lớn hơn bằng 3 và thực hành lớn hơn bằng 3. Đó là mình ghi ở dạng ngôn ngữ tự nhiên. Trên này người ta nói là không có điểm nào nhỏ hơn 3. Thì mình ra đây, lý thuyết lớn hơn bằng 3, thực hành lớn hơn bằng 3. Kịp chỗ này không? Kịp. Bây giờ mình sẽ viết lệnh if nè. Vậy thì chỗ này bạn có thể nhập điểm lý thuyết, nhập điểm thực hành. Bây giờ thầy cho điểm luôn. Lý thuyết bằng 7.5, phải thực hành bằng 8 chấm phẩy. Gán luôn, khỏi nhập. Nhập biết rồi, giờ không cần nhập nữa. Mình quan tâm cái lệnh if thôi. Nếu điểm trung bình, ok, bây giờ tính điểm trung bình. Điểm trung bình nó sẽ bằng lý thuyết cộng thực hành chia 2. Nếu người ta không nói gì thì mình điểm trung bình lý thuyết cộng thực hành chia 2. Nếu điểm trung bình lớn hơn bằng 5 và gì? Và thì chỗ này sẽ là dấu. À, dấu và hai lần. Lý thuyết lớn hơn bằng 3 và thực hành lớn hơn bằng 3. Nếu 3 điều kiện này cùng đúng thì làm sao? À, đậu. Còn không thì L mở rớt ha, đậu rớt. Và chỗ này chúng ta xuất cái điểm trung bình ra để chúng ta dễ nhìn thấy. Điểm trung bình cách ra phần trăm F xịt N cho nó xuống dòng phẩy điểm trung bình. Rồi chúng ta xem thử điểm trung bình bao nhiêu để chúng ta biết đậu hay rớt.
Đây, chỗ này chú ý giùm thầy. Khi các bạn chạy, nó sẽ báo lỗi nè. Trong hai cái, trong một reset mà các bạn có hai file cùng là main, cùng là main. Và thầy đang thấy là có nhiều bạn làm như thế này. Như vậy khi mà các bạn chạy trên này thì nó bảo là trùng main. Đây cũng main, đây cũng main. Đấy, các bạn đang làm ở chỗ này. Và khi mà các bạn bị lỗi thì chỗ này chúng ta không nên có hai hàm main trong cùng một reset. Không có hai hàm main trong cùng một reset ha. Cho nên tốt nhất ở chỗ này chúng ta lấy cái này làm trong một cái hàm thôi. Làm trong một cái hàm. Ví dụ chỗ này là mình để là nhiễu điều kiện mở ngoặc và mình cho cái code của mình vô đây. File này bỏ đi. Rồi đến khi nào mà chúng ta làm qua đến cái phần mà nhiều file, mình sẽ include các file khác vô thì lúc đó thầy sẽ chỉ các bạn. Chúng ta sẽ đóng cái file này và bỏ luôn cái này luôn nha. Remove file này đi. Mình sẽ chạy cái nhiều điều kiện thì lên trên này nhiều điều kiện. Điểm trung bình 7.75 đậu. Bây giờ mình cho điểm trung bình lớn hơn 5. Nhưng mà sao? Ví dụ như chỗ này 2 điểm. Chỗ này 10 điểm. Sáu lớn hơn 5. Nhưng mà rớt. Được chưa? Điểm trung bình lớn hơn 5 nhưng vẫn rớt. Lý do tại sao? Có một con điểm nhỏ hơn 3. Cái này là điểm khống chế. Như vậy hiểu điều kiện và chưa? Ba điều kiện cùng xảy ra thì mới được. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ có một cái bảng tóm tắt. Với toán tử và A, B, A trừ B trừ tức là đúng đúng thành đúng. Còn một trong hai cái sai thì biểu thức cuối cùng sai. Tức là điểm trung bình lớn hơn 5 nhưng có một môn có một con điểm dưới 3 vẫn fail. Đó. Đó là điều kiện O. Bây giờ chúng ta điều kiện N, bây giờ chúng ta sẽ thử điều kiện O. Điều kiện O ví dụ như là chúng ta sẽ có là học bổng. Học bổng. Học bổng với điều kiện là gì? Học bổng từng phần đi. Từng phần. Tức là gì? Là có một con điểm lớn hơn bằng 9 là được. Tức là nếu mà bạn này thực hành 9 điểm hoặc là lý thuyết 9 điểm thì đều có học bổng thành phần. Được chưa? Còn điểm còn lại bao nhiêu không quan trọng. Mấy điểm cũng được hết. Miễn là có một con 9 là được. Là học bổng thành phần. Như vậy thì chỗ này chúng ta sẽ nếu gì? Nếu lý thuyết lớn hơn bằng 9 hoặc cái dấu đứng này ở đâu ta? À, trên dấu enter.
dấu xiệt huyền ha. Hoặc thực hành lớn hơn bản chính thì chúng ta có gì? Có học bổng từng phần. Cái này là mình đưa điều kiện để mình làm cho nó có thôi. Còn trong thực tế thì tùy các bạn ha, tùy bài toán. Còn không thì không có học bổng. Không có học bổng từng phần. Chỗ này mình xuống dòng cái. Mình in ra cái dấu xiệt n thôi. Để cho nó xuống dòng chứ không có gì hết. Không làm gì chỗ này hết. Rồi mình kiểm tra thử bạn này có học bổng không. 10, 2, chạy. Điểm trung bình là 6. Rớt. Nhưng có học bổng thành phần. Tại vì bạn này có một điểm là 10 điểm. Thì bạn được nhận học bổng từng phần thôi. Nhưng mà bản thân bạn là không đậu. Thì đó là chuyện người ta quy định thôi. Còn ví dụ như mình đặt điều kiện bạn này phải đậu mới được nhận học bổng thì là chuyện khác. Còn này là mình bịa ra một câu chuyện để mình dùng một cái lệnh if cho nó phù hợp thôi. Hai, cho nên là các bạn cũng không cần phải quan tâm là cái này không có trong thực tế. Này là mình đưa ra một cái yêu cầu. Muốn nhận được học bổng, miễn là có một điểm nào đó lớn hơn bằng 9 là có học bổng từng phần. Như vậy chúng ta sẽ sử dụng lệnh or. Kịp chỗ này không? Đó, điều kiện nó vậy thôi. Thì tùy cái điều kiện mà chúng ta sẽ if and hoặc or. Rồi, full code không chê. Khỏi cần chụp. Chụp nhìn không rõ, đau mắt.